chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Luyến có quyết định sốc với đứa bé trong bụng. Mời các bạn cùng xem tập 43, Cuộc đời vẫn đẹp sao? Luyến đối diện với sự thật đau lòng khi được bác sĩ thông báo rằng cô đang mang thai sau đêm trải qua tình ái với Lưu tại nhà nghỉ. Dù đã cố gắng sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng số phận đã quyết định khác. Bây giờ Luyến đối mặt với sự phục hồi của một tình yêu ngắn ngủi và một trách nhiệm lớn đối với đứa bé trong bụng. Luyến cảm thấy sự xấu hổ ám ảnh cô, nhìn vào gương mặt mình, cô nhìn thấy sự nỗi tủi nhục của một người đàn bà đã từng có chồng. Cô không dám nói cho bố mẹ, bà tình hay ngay cả Lưu biết về chuyện này. Luyến cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng và đánh đập cô vì sai lầm của mình. Cảm xúc lo lắng và sợ hãi tràn ngập trong tâm trí Luyến. Cô không thể ngủ yên giấc, lo sợ rằng lời đồn đại và chê bai từ xóm trọ sẽ lan tỏa, làm cho cô trở thành đề tài chế nhạo và phỉ báng. Cô lo lắng cho tương lai của đứa bé sẽ phải đối mặt với những khó khăn và sự chế giễu từ bạn bè và xã hội. Với trái tim đau xót và tâm trí bất an, Luyến quyết định không chịu đối mặt với sự phê phán và gánh nặng xã hội. Cô quyết định rời khỏi môi trường quen thuộc, sớm dậy và chuẩn bị tất cả đồ đạc, cuốn gói ra đi thật xa. Cô quyết định tìm một nơi hoàn toàn mới, nơi không ai biết đến cô, để cô một mình mang thai và chăm sóc cho đứa bé. Quyết định này không dễ dàng, nhưng Luyến cảm thấy đó là con đường duy nhất để bảo vệ đứa bé và tự bảo vệ bản thân. Cô sẽ tìm một không gian yên tĩnh, nơi cô có thể tập trung vào việc nuôi dưỡng và yêu thương con trong bụng, mà không phải lo lắng về những gì xung quanh. Luyến biết rằng cuộc sống của cô sẽ trở nên khó khăn và đầy thách thức, nhưng trong tâm trí cô, sự yêu thương và bảo vệ đứa bé trở thành ưu tiên hàng đầu. Cô sẽ đối mặt với những khó khăn, sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo sự phát triển và hạnh phúc của đứa bé. Luyến nhìn vào tương lai với sự hy vọng và quyết tâm. Dù bước vào cuộc sống mới với sự cô đơn và khó khăn, cô sẽ không đánh mất tình mẹ con, và sẽ làm tất cả những gì cần thiết để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho đứa bé và chính mình. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.